Thưa bác sĩ ạ, tôi được biết là người bệnh đái tháo đường thường phải kết hợp nhiều loại thuốc khác nhau trong điều trị. Vậy thì những loại thuốc nào thường đang được kết hợp với nhau và vì sao lại có sự kết hợp như vậy ạ? Hai cái nhóm thuốc mà đang được kết hợp nhiều nhất mà được kê đơn nhiều nhất ở trên toàn thể đất nước Việt Nam này cũng như toàn châu Á nói chung, đấy là nhóm metformin, tức là nhóm mà có điển hình là glucophan đấy, và kết hợp với sulfamid. Đây là những cái thuốc mà thứ nhất là một anh thì là tăng nhạy cảm hấp thu đường vào trong cơ, đó là nhóm metformin, còn một anh thì kích thích tụy sản xuất insulin để làm sao mà hai cái tác dụng hiệp đồng làm cho đường huyết nó được xuống thấp nhất. Đây là hai nhóm thuốc mà đang được kết hợp nhiều ở trên trên toàn thể cái kê đơn của bác sĩ. Thật ra trên khi người bệnh bị đái tháo đường rồi thì thường mắc thêm rất nhiều các cái bệnh lý khác nữa, mà cụ thể đó là tăng huyết áp, đó là rối loạn mỡ máu, đó là những cái bệnh lý về mạch vành. Thì cái việc mà ngoài cái thuốc đái tháo đường ra thì người bệnh cần cần phải điều trị nữa là cái thuốc tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu nữa, và làm sao mà để kiểm soát được đồng thời cả tăng huyết đường huyết, mỡ máu và huyết áp thì sẽ giảm thiểu được đến 4 đến 6 lần các cái nguy cơ mà tim mạch do người bệnh đái tháo đường, đặc biệt là các cái yếu tố tử vong do tim mạch. Bố lại ham lá xoài à? Cái bệnh tiểu đường type 2 của bố đấy mà. Con có quà biếu bố đây. Đây là sản phẩm đầu tiên được bào chế từ tinh chất lá xoài. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glutex dành riêng cho tiểu đường type 2 có công dụng hạ và ổn định đường huyết. Glutex giúp sống lâu hơn khi bị tiểu đường.